Hiệp định đối tác ba bên AUKUS không chỉ làm Trung Quốc tức giận, mà ngay cả Indonesia cũng phải phát cảnh báo nóng, lo ngại khi Australia mua tàu ngầm hạt nhân. Trong khi đó, Nga tăng cường phòng thủ phía Tây bằng vũ khí tối tân khiến Mỹ và Ba Lan phải dè chừng. Ai muốn hòa bình thì phải chuẩn bị cho chiến tranh, Bộ Quốc phòng Ba Lan tuyên bố. Về phía Ấn Độ, bất chấp nguy cơ bị Mỹ trừng phạt, Ấn Độ có thể sẽ là khách hàng đầu tiên đặt hệ thống S-500 của Nga. Có thể thấy với Mỹ, quân đội Nga thực sự là một đối thủ đáng gờm. Và trong một nhận định mới đây, Mỹ cần làm hòa với Nga sớm nhất có thể, bởi tướng Mỹ đã khẳng định Nga đang có một quân đội hùng mạnh không thể tin được. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế tối ngày hôm nay. Và sau đây là bản tin chi tiết. Indonesia vô cùng lo ngại khi Australia mua tàu ngầm hạt nhân, phát cảnh báo nóng. Trong tuyên bố đưa ra hôm thứ Sáu, Bộ Ngoại giao Indonesia nói rằng Jakarta đang theo dõi một cách rất thận trọng thỏa thuận an ninh giữa Mỹ, Anh và Australia. Bộ Ngoại giao Indonesia ngày hôm nay cho biết họ đặc biệt lo ngại về việc Mỹ và Anh bán các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Australia, đồng thời khẳng định hành động này đang góp phần thúc đẩy một cuộc đua vũ trang và khuếch trương sức mạnh của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Trước đó, lãnh đạo ba nước đồng minh là Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Thủ tướng Australia Scott Morrison đã chính thức công bố Hiệp ước Đối tác Tăng cường An ninh Ba Bên có tên là AUKUS. Theo đó, Mỹ và Anh sẽ cung cấp công nghệ và huấn luyện kỹ thuật để Australia triển khai chương trình chế tạo hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Hiện nay trên thế giới chỉ có 6 nước Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Ấn Độ và Nga là đang vận hành các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Với quyết định mới nhất, Australia sẽ trở thành quốc gia thứ 7 thuộc câu lạc bộ này. Giới chức Mỹ khẳng định việc trang bị động cơ đẩy hạt nhân sẽ giúp các tàu ngầm hải quân Australia hoạt động yên tĩnh hơn trong thời gian lâu hơn và tạo ra khả năng răn đe đáng kể tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong tuyên bố của mình, Bộ Ngoại giao Indonesia nói rằng Jakarta đang theo dõi một cách thận trọng thỏa thuận này. Indonesia rất lo ngại về việc tiếp tục xảy ra các cuộc vũ trang và khuếch trương sức mạnh quân sự trong khu vực. Thông báo của Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết, bên cạnh đó, Jakarta cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Australia cần tuân thủ cam kết không phổ biến vũ khí hạt nhân. Indonesia khuyến nghị Australia nên thực hiện các nghĩa vụ duy trì hòa bình, ổn định và an ninh ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, theo Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác, thỏa thuận hòa bình đã được ký kết bởi các quốc gia Đông Nam Á. Jakarta kêu gọi Canberra không từ bỏ đối thoại với các đối tác sau khi thành lập Hiệp ước AUKUS với Mỹ và Anh. Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao của Indonesia đã được thông báo về kế hoạch này và ông dự định sẽ sớm nói chuyện với Tổng thống Joko Widodo. Nga tăng cường phòng thủ phía Tây bằng vũ khí mới nhất. Trung tâm phân tích Hải quân Mỹ vừa có bài phân tích về đơn vị được Nga ưu tiên trang bị T-14 Armata khi dòng tăng này chính thức trực chiến. Kế hoạch trang bị tăng T-14 được Thứ trưởng Quốc phòng Nga cho biết, từ nay đến cuối năm 2021, các lực lượng vũ trang nước này sẽ nhận được 20 xe tăng T-14 Armata đầu tiên. Thứ trưởng nêu rõ, quân đội Nga sẽ nhận được 20 xe tăng T-14 Armata mới nhất cùng 65 xe tăng T-90M Prori, nâng tổng số xe tăng lực lượng này được tiếp nhận trong năm 2021 lên tới 240 chiếc. Chiếm số lượng lớn nhất là những chiếc T-72B3M, T-80BVM và T-90 nâng cấp. Ngoài ra, Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, trong năm 2021 sẽ hoàn thành các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước đối với tên lửa siêu thanh Zincon. Đánh giá về kế hoạch triển khai xe tăng của Nga, đặc biệt là những chiếc T-14, tập đoàn quân số 1 sẽ là đơn vị được tiếp nhận tăng Armata đầu tiên. Các đơn vị của tập đoàn này được bố trí tại các tỉnh Moscow, Ivanovo, Nizhny Novgorod, Smolensk và Yaroslav. Trong cơ cấu biên chế của tập đoàn quân có một sư đoàn xe tăng, một lữ đoàn xe tăng, một sư đoàn bộ binh cơ giới, một lữ đoàn bộ binh cơ giới, một lữ đoàn pháo binh, một lữ đoàn tên lửa, một lữ đoàn phòng không, một lữ đoàn trinh sát, một trung đoàn công binh và một trung đoàn bộ đội hóa học, phóng xạ, sinh học, một tiểu đoàn tác chiến điện tử. Theo các nhà phân tích thì đây là một tập đoàn quân rất mạnh, có khả năng nhanh chóng điều xe tăng đến các vùng biên giới cực Tây Nga, kể cả tỉnh Kaliningrad. Nguồn tin nhận định, chỉ riêng ở Kaliningrad, khả năng tấn công của Nga cũng đã rất đáng nể, trong đó có một sư đoàn phòng không, một lữ đoàn bộ binh cơ giới, một lữ đoàn pháo binh, hai lữ đoàn tên lửa và một lữ đoàn lính thủy đánh bộ. Cũng chính Kaliningrad là nơi được ưu tiên số trang bị khi các tổ hợp tên lửa chiến dịch, chiến thuật Iskander-M cùng các tổ hợp tên lửa phòng thủ tầm cao S-400. Những trang bị này đang biến khu vực biên giới phía Tây nước Nga thành pháo đài rất khó có thể tấn công. Để đề phòng mối nguy hiểm từ vũ khí Nga, đặc biệt là lực lượng xe tăng tại Kaliningrad,
Quốc phòng Ba Lan tuyên bố sẽ mua 250 xe tăng Abrams trong cấu hình SEPV3 của Mỹ và điều phần lớn chúng đến đơn vị tiền tuyến tại Austin, nơi rất gần biên giới với tỉnh Kaliningrad của Nga. Chúng tôi đã đặt hàng tổng cộng 250 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams phiên bản mới nhất của SEPV3 của Mỹ. Những cỗ tăng này được hiện đại hóa sâu so với Abrams nguyên bản và đủ sức đánh bại cả những chiếc tăng thế hệ mới nhất của Nga hiện nay là T-14 Armata. Cùng với đó, Phó Thủ tướng Ba Lan cũng tuyên bố, chúng tôi có tin tốt, quân đội của chúng tôi sẽ sớm nhận được vũ khí, nếu như mọi thứ suôn sẻ, thì năm sau quân đội sẽ nhận được phiên bản xe tăng Abrams mới nhất. Theo ông, phiên bản mới của xe tăng Abrams Ba Lan cũng mua là phiên bản mới của Mỹ đang trang bị. Warsaw tuân thủ nguyên tắc, ai muốn hòa bình thì phải chuẩn bị cho chiến tranh. Ông này cho biết thêm, Ba Lan ủng hộ việc tiến hành một cuộc đối thoại hòa bình, nhưng trong trường hợp nguy hiểm sẽ sẵn sàng tự vệ. Ấn Độ có thể là khách hàng đầu tiên đặt hệ thống S-500 của Nga. Ấn Độ có thể mua hệ thống phòng thủ vũ khí phòng không S-500 của Nga trong thương vụ mua bán vũ khí này đầu tiên trên thế giới, bất chấp nguy cơ bị Mỹ trừng phạt. S-500, hệ thống tên lửa phòng không được ca ngợi đầu tiên trên thế giới, là có khả năng hạ gục tên lửa bay tới từ quỹ đạo không gian thấp đang được các quan chức quốc phòng Ấn Độ đặc biệt quan tâm. Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov ngày 16 tháng 9 nói với các nhà báo rằng New Delhi có khả năng trở thành khách hàng nước ngoài đầu tiên đặt hàng S-500. Tuy nhiên, ông cho biết quân đội Nga sẽ phải hoàn thiện việc trang bị công nghệ mới nhất này trước khi xem xét bán ra nước ngoài. Chỉ khi đáp ứng được nhu cầu của các lực lượng vũ trang trong nước, chúng tôi mới có thể cấp hộ chiếu xuất khẩu. Sau đó, Tổng tư lệnh tối cao, Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể quyết định xem xét có nên giao hàng cho Ấn Độ hay không, nếu họ ngỏ ý muốn đặt hàng, ông Yuri Borisov nói. Phó Thủ tướng Nga Borisov cho rằng, quan hệ thân thiện với New Delhi và hai nước có ít xung đột chung khiến Ấn Độ trở thành khách hàng có rủi ro thấp đối với công nghệ tiên tiến S-500. Trong một số trường hợp, chúng tôi rất vui khi bán cho Ấn Độ những gì mà chúng tôi không bán cho các quốc gia khác. Quan chức chính phủ Nga nói, S-500 là một hệ thống tên lửa tiên tiến có khả năng hạ gục các máy bay chiến đấu đang bay với tốc độ nhanh nhất, cũng như có khả năng đánh trúng cả vũ khí siêu thanh trong không gian gần trái đất. Chỉ huy trưởng lực lượng hàng không vũ trụ tuyên bố rằng nó đại diện cho thế hệ vũ khí phòng không mới và hiện chưa có hệ thống nào khác như vậy tồn tại. Tuy nhiên, Mỹ đã cố gắng ngăn chặn việc mua bán quốc tế đối với S-400, tiền thân của hệ thống tên lửa S-500, thậm chí áp đặt cả các biện pháp trừng phạt đối với các thành viên NATO là Thổ Nhĩ Kỳ vì đã đặt hàng từ Nga. Bất chấp đe dọa trừng phạt, hơn chục quốc gia đã đặt hàng S-400, bao gồm cả những quốc gia thường nhận được ưu đãi từ các nhà cung cấp công nghiệp, quân sự của Mỹ như Saudi, Arabia và Qatar.